tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đặng Thu Thảo lần đầu hé lộ gương mặt con trai cực đáng yêu. Doanh nhân Trung Tính, chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, vừa đăng tải video hé lộ gương mặt con trai 2 tháng tuổi. Đặng Thu Thảo diện trang phục giản dị hạnh phúc ôm con trai. Nhóc tỳ có gương mặt bụ bẩm, mái tóc đen dày và ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mẹ. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi muốn chia sẻ một câu nói tâm đắc cho con trai nhỏ cũng như mọi người. Bạn dũng cảm, mạnh mẽ hơn bạn tưởng, thông minh hơn bạn nghĩ và yêu nhiều người hơn bạn từng biết. Doanh nhân Trung Tính cho hay. Tuy tiết lộ gương mặt con trai, đôi vợ chồng giữ kín tên họ của bé. Đặng Thu Thảo sinh con trai vào giữa tháng 5 năm 2020. Đây là trái ngọt thứ hai trong cuộc hôn nhân của cô và ông xã Trung Tính, sau con gái Sophia. Từ khi sinh nở, người đẹp 29 tuổi tập trung chăm sóc con trai. Song cô cố gắng dành thời gian lo lắng cho cả Sophia như đưa bé đi công viên, khảo sát trường mẫu giáo. Hoa hậu cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng gọn gàng, không có dấu hiệu tăng cân như nhiều mẹ bầu khác. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng doanh nhân Trung Tính chính thức kết hôn vào tháng 10 năm 2017. Sau khi trở thành vợ người ta, cô dường như hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Trong suốt 3 năm kết hôn, cả hai rất hạn chế bày tỏ tình cảm với nhau trên mạng xã hội như nhiều cặp vợ chồng khác. Có thể thấy những lần hiếm hoi doanh nhân Trung Tính và Đặng Thu Thảo lộ diện gương mặt thường liên quan đến những dịp đặc biệt của gia đình hoặc cùng nhau đi từ thiện. Sau gần 3 năm kết hôn, Đặng Thu Thảo và ông xã doanh nhân rất hiếm hoi chia sẻ cuộc sống đời tư của mình. Lần hiếm hoi doanh nhân Trung Tính bày tỏ tình cảm với vợ là trước khi cô chính thức hạ sinh quý tử. Đặng Thu Thảo và chồng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Không chỉ được chồng nuông chiều, Đặng Thu Thảo còn chứng minh chuẩn vợ đảm khi luôn biết cách chăm sóc và vun vén gia đình. Mỹ nhân sống trong hào môn không thua kém ai, nhìn biệt thự nhà chồng ai cũng choáng. Hiện tại Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng chồng đang sống trong một căn biệt thự khá hoành tráng nằm trên trục đường lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái biệt thự thuộc dạng bề thế nhất nhì ở khu đất đắt đỏ này. Nhìn từ phía bên ngoài, biệt thự nhà Trung Tính có 3 tầng, thiết kế chú trọng sinh thái, nhiều khoảng không cho cây cối và hoa lá. Đặng Thu Thảo quê Bạc Liêu, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô kết hôn cùng doanh nhân Trung Tính năm 2017. Người đẹp được khán giả yêu mến qua nhan sắc trong sáng, nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp, vắng bóng scandal. Sau khi lấy chồng, Thu Thảo hạn chế xuất hiện, chỉ tham gia các sự kiện và làm đại diện cho các nhãn hàng thân thiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.